Dạ, chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Hôm nay con tiếp tục về vườn của anh Bình theo chú, bonsai đồ xưa cũ Thanh Bình, để giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới nữa. Hôm nay nhiều cây đẹp nha quý cô chú ơi, và đặc biệt là có những cây lớn ha, chẳng hạn như là cây khế gần này nè, một số cây khác nữa. Thì để chi tiết thì còn mời quý cô chú cùng gặp lại anh để mình giao lưu. Dạ, em chào anh Bình ha. Rồi, Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh à. Hôm nay em giao lưu với bà con lô bonsai nữa nha bà con. Cây dạ, cũng mới ha, khá đẹp nha. Nguyệt quế, khế chua, chiêu thủy, sơ ghi, linh sam. Hôm nay em có mấy cái linh sam lớn lớn nha, sam trái cần thăng và một cây dạng tuế nha. Yeah. Để giao lưu với bà con. Số điện thoại giao lưu của em là 0967979438 nha bà con. Số này có Zalo, có để trên phần mô tả màn hình đó bà con, kết bạn Zalo. Mình sẽ có những cái chi tiết hình ảnh rồi rõ ràng hơn, mình chốt cây cho dễ nha. Đó, bà con xem kênh thấy hay chia sẻ và cho một lượt đăng ký ha, em chân thành cảm ơn bà con. Rồi, đây là mã số 1 nha bà con. Đây, bữa nay là mã số 1 gì đây? Rồi, 1E nha bà con. 1E. 1E. Đúng rồi, một cây nguyệt quế lá chung bông chùm. Ở cây dáng mẫu tử nha bà con, rất là đẹp luôn nha. Đây. Rồi, dáng mẫu tử anh ha. Đây mặt tiền, mặt tiền phía bên đây nha. Đây, mặt tiền đây. Em thấy mặt cây tạo rất... dòm cũng được anh ha. Cây rất là có duyên luôn nha bà con. Đó. Rồi, em đo cái thông số cái chiều cao nha. Cái chiều cao cây này 118 nha. Đó. Tán ngang như gì? Là 106. Ở cây này thì đã xả dây kẽm hết rồi nha bà con. Dạ. Cái này thì cốt cành nó là già và lớn hết rồi, nuôi cũng khá lâu rồi. Ở cây này thì lá chung nha, bông rất là chùm lớn nha. Nguyệt quế thì bông rất là thơm nha bà con. Đó. Đây em quay một vòng cho bà con mình xem ha. Cây này vàng đế cũng được, nó có duyên cái là cây nó hơi lắc nhẹ và có một cái cây tử kế bên rất đẹp luôn. Cái ông chú này ông bẻ cũng chi tay khá là chuẩn cây nha bà con. Đó, này về mình chỉ cần điểm dây cho nó mịn thêm đó là mình chơi thôi, hoặc là mình để gì mình tỉa mình nhờ cái tại cái chum chum cũng được. Rồi em đo cái hoành nha. Rồi, cái mẫu tử nhìn, hoành hai thân này đó là 47 nha bà con. Ở một thân đại diện, một thân đại diện này thì 31. Đó. Đây mình xem ha. Đây, cái chỗ này là nó bị tuột một tí nha bà con. Đây trên đây nè ha. Đó. Đó. Nhưng nó không có gì mà đáng kể ha. Rồi, chơi lũa luôn quý cô chú ơi. Đúng rồi, mình chơi lũa đẹp luôn. Tại vì gỗ bên đây một cứng miếng lắm nữa nha. Bên đây một miếng, nó rất là cứng rồi. Đây, cái da dày nó kéo vô đây. Cái này là qua đá gì luôn nha bà con. Rồi mã số 1 này, thì em giao lưu với bà con có giá là 2.900.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này tiền ship khá là cao nha, cây này tiền ship rất cao nha bà con, nó khá lớn. 2.900.000 anh hả? 2.900.000. Cái này đóng cái kiện rất là to quý cô chú ơi. 2.900.000 em bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ, ủng hộ trên bình hết quý cô chú, cây rất là có duyên quý cô chú. Mã số 1E nha bà con. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi, mã số 2 là mã số 2E. Đó là một cây khế chua ghép khế Nhật. Rồi em cũng thông báo trước cho bà con mình luôn, cây đi xa, những cái lá đỏ này nó sẽ rụng nha bà con, có khi nó rụng chuỗi nha, còn những lá này thôi. Ở về mình chỉ cần mình vô nước mình để trong mát, mình tưới Atonit hoặc là những cái loại thuốc dưỡng kể vô thì nó sẽ lên bông trời lên lá bình thường lại nha, nó không có ảnh hưởng gì nha bà con. Đó. Rồi, một cây khế chua ghép khế Nhật, gốc đế rất là đẹp luôn. Đó, cây dáng trực nha bà con. Cốt cành cũng khá lớn, phơm tàn đã mịn hết rồi. Chiều cao của cây là 70. Tổng chiều dài tán như vậy. Ở tổng cái chiều dài tán là 75. Tán rộng này cũng khoảng 65 nha bà con. Dạ. Yeah. Em xây một dọc để cho bà con mình xem cái phơm tàn ha, rất là ẩm mình luôn. Lưu ý giùm em là khế này nó sẽ rụng lá nha, khi đi rụng lá có khi là nó chuỗi luôn nha. Đó, nhưng mà nó vẫn bình thường, tưới tắm vô đàng hoàng thì vài hôm là nó sẽ lên lá và lên bông luôn nha. Còn mình muốn để bông thì mình cứ việc để cho cây nó suy, nó rụng lá, mình tưới nước vô nó sẽ lên bông. Yeah. Ở dòng này thì có trái quanh năm nha bà con. Đây, hoành vị trí này là 49 rồi nha. Đó, gì ha? Cây 49. Này to nè ha. To. Chín hoành luôn. Đó. Cái củ đế dưới đây, cái vàng đế của nó là 76 nha bà con. Dạ. Yeah. Cái đế này cây thì rất có duyên nha. Đó, yeah. Này nó ghép là ba chi nha bà con, cốt khá lớn rồi, cái này nuôi cũng khá lâu rồi nha. Dạ. Yeah. Bà con mình xem ha, xương chi rất là mịn màng. Đó, một cây dáng trực nha bà con, rất đẹp luôn, khế chua ghép khế Nhật. Rồi, cây này thì em giao lưu với bà con mã 2F này, em giao lưu với bà con là 2.600.000. Đó. 2E nha bà con, 2.600.000 em bao ship toàn quốc ha, em bó bầu cho đi nha. Dạ. Cây này những cây nằm trong chậu xi măng là bó bầu cho đi, 2.600.000.
À, cây này khá lớn và đẹp nha bà con. Dạ, cây này đẹp lắm chú ơi. Hai chậu đẹp là để chừng trái kinh khủng luôn. Rồi, cái này thì đang lên bông lên trái rất là nhiều ha. Dạ, đổi giúp em luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo là cây 3E. 3E là một cây dạng tuế nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn. Cây này thì khá quái nha. Nó thêm một củ ở đây. Dạ, ở đây nó có ngạnh thêm bên đây, nhìn khá là quái nha bà con. Dạ. Ở dòng này thì cũng khá được ưa chuộng nha, chơi phong thủy cũng rất tốt luôn. Đó, dạng tuế nha. Chiều cao, chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 69. Đó. Cái hoành vị trí này là 42. Đó, bà con mình xem ha. Cây này cũng khá có duyên. Cái này thì em mới xử lý vô cái chậu mới rồi nha. Đó, em cắt ba cái lá hết. Cái này khoảng một thời gian nữa thì khoảng 10 bữa nửa tháng nữa thì sẽ đâm đọt non lên nha bà con. Dòng này rất là dễ sống nha. Dạ. Yeah. Khi đi thì em cũng ship cái chậu luôn cho bà con. Đó, cái chậu này cũng khá là nặng nha, cũng mấy trăm ngàn rồi. Đó, mã 3E này thì em giao lưu với bà con có giá là 2,5 triệu em bao ship toàn quốc nha. Một cây mà dạng tuế nha bà con, 2,5 triệu, cây rất là quái nha. Dạ. Yeah. Rồi, đổi giúp em. Rồi, tiếp theo mã 4E. 4E là một cây nguyệt quế lá chung bông chùm. Ở do cây này thì đã xả kẽm hết rồi. Ở bà con mình muốn cho nó đẹp, nó mịn nữa thì về mình dằn thêm một nước dây nữa hoặc như gì thì mình chỉ cần mình tỉa phơm tay tán ha, chia bánh ra mình chơi thôi. Đó, đây là nó một cụm lên ba thân nha. À, tam đa nha bà con. À, tam tài nha. Cao là 76, tán rộng như gì đó là 71. Cây này rất là đẹp nha, qua lên nó sẽ lên chùm không nha, cốt cành cũng khá lớn rồi. Cây này rất là già cây rồi. Đây em đo tổng cái hoành ba thân này ha, 34. Rồi hai thân này nha, đây là 23. Bà con mình xem ha, cốt cành này già, xả dây kẽm hết rồi, nó đã theo, nó có nề nếp hết rồi nha bà con. Đó, này chỉ cần mình điểm những cái tay này thôi, ra mình chia ra bánh cây nó rất là có duyên và đẹp luôn. Cái này thêm giao lúa bà con là 1,2 triệu, em bó bầu cho đi nha bà con. Cái chậu này là đi là chắc ăn con bể nha. Mã 3E nha. 4E. 1,2 triệu. Đúng rồi, 1,2 triệu. 5E là một cây trung nô nha. Cây này thì em đã lên một lần rồi, nhưng mà khách chốt cũng nhiều người hỏi, nhưng mà cái anh chưa cho địa chỉ, cái để lại giờ lên lại bán lại nha bà con. Đó, chiều cao là 36, tổng chiều dài tán đó là 56. Đó, cây này thì dáng trực rất đẹp nha. Đó, anh chốt nhưng mà anh gần đây, anh hứa anh không thấy anh lên thôi, em giao lưu lại luôn. Đó. Rồi, nguyên cái bệ cũ ở đấy anh ha. Đây, cái dàn xương đây, rất là dày và mịn luôn. Cái này thì mình về mình bỏ chút xíu công, mình điểm lại cái chia phơm tay tán ra. Cây cực kỳ đẹp nha bà con, cái dàn nó rất là mịn. Đế thì mình khỏi chê luôn nha, dán trực lắc khá đẹp luôn. Hoành là 18,5 nha, 18 đây. Cái này thì em giao lưu bà con có giá là 2,5 triệu, em bao ship toàn quốc, mã 5E nha bà con, em bó bầu cho đi nha. Đó, cây lùng lực ha, phơm rất là đẹp luôn, mịn màng luôn. 6E. Yeah. 6E là một cây sơ ghi nha bà con, sơ ghi Thái. Dòng sơ ghi này thì cây sơ ghi ngọt ha, trái rất là siêu trái luôn nha. Đó, hàng này thì nó chuẩn bị nó có bông cho trái nha bà con. Dòng này thì mau cho trái ha, toàn đã ấm mịn rồi. Chiều cao này là 42, tán ngang đó là 49. Đó, cây cái đường thân lắc lưỡng á, được sửa thân sửa đế từ nhỏ nha bà con, cây khá là có duyên nha. Dòng này vừa mình chơi bonsai mà vừa chơi cây ăn trái luôn, rất là ngon. 16 hoành nha. Dạ. Còn cái củ đế dưới đây khoảng là 26. Cái này thì em giao lúa bà con có giá là 1,3 triệu. Đó, em bao ship toàn quốc nha, phơm tàn thì nó ấm mịn rồi. Đó, sơ ghi nha bà con. Đó, dòng này thì ăn rất là ngọt nha. 1,3 triệu anh ha. 1,3 triệu. Tiếp theo là một cây linh sam song hình. Đó, cây này rất là quái và đẹp luôn. Đây, một cây dáng bay bay nha bà con. Đó, thế dáng bay rất là quái nha. Cốt cành thì đã lớn rồi, phơm tàn cũng đã mịn rồi. Đó, bà con mình xem ha. Dạ, cốt cành to lắm nha quý cô chú ơi. Rồi em đo ha, chiều cao của cây là 38, tổng cái chiều dài tán như vậy đó là 90. Đó, bà con mình xem, đây là cái mà mặt tiền nha. Rồi em đo cái củ ở dưới, củ này là 33. Rồi cây này nó thèm cái chậu anh ha. Đúng rồi, thân này là 22 nha bà con. Cây này mình vô chậu đẹp, ép chậu đẹp, cây là rất là lên cây luôn nha. Đó, đúng cái chậu của nó ha, hoặc là mình phối tiểu cảnh ha, những cây này phối tiểu cảnh đẹp. Rồi, cái này thì em giao lưu bà con có giá là 2,5 triệu, mã 7E nha bà con, em bao ship toàn quốc nha. Dòng này mình muốn để bông mình cắt nước nha, lá già xum xuê lên mình cắt nước vài ngày lá nó đỏ nó rụng xuống á, mình tưới nước mình rửa ít phân cây sẽ lên bông gỗ nha. Yeah. Rồi mã 7E đã 2,5 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi đổi cây tiếp theo, mã 8E cũng là một cây linh sam song hình luôn. Ở cây này thì rất là lớn luôn, khá là quái luôn. Đây, cái dàn đế thì mình khỏi chê luôn ha, hai thân nó quyện khá đẹp luôn. Chiều cao như gì đó, 46.
tổng chưa giải tán 106. Đó. Đáng nghe như vậy là nó 65. Đó, cốt cành rất là lớn ha, lớn hơn tay cái, những cái cốt lớn hơn tay cái nhiều nha bà con. Cây này rất là có duyên cây luôn. Cái này khoảng 1 tháng nữa thì cái vàng phơm tàn nó mịn lên, nhìn cái vàng lá không cũng nhìn là đẹp nha. Đó. Dạ. Rồi, em đo cái hoành đế nó trước ha. Cái hoành củ đế này khá lớn là 38 nha. Đó, còn cái hoành thân vị trí này ở đây là 27. Cái này cũng đồng giá là 2,5 triệu, em bao ship toàn quốc nha bà con. 2.500.000. Dạ. Đây, vàng xương đây, rất là mịn màng luôn nha. Cái này bó bầu cho đi hết nha bà con, những cái chậu xi măng là em bó bầu cho đi hết nha. 2.500.000 em bao ship toàn quốc mã 8E nha. Tiếp theo mã 9 nè. Mã 9 nè cũng là một cây linh san song hình luôn. Ở lô này em được 3 cây ha. Cái này thì em giao lưu bà con là giá 2.6 triệu nha. Chiều cao. Chiều cao như gì? Đó là nó 40 tán ngang. Tổng cái chiều dài tán là 85. Ở cây này thì bơm tàn rất là mịn nha bà con. Nó có nếp sẵn hết rồi ha. Ngang như là 58. Đó. Nó khá là thoáng, chi cốt cành lớn hơn tay cái em nha. Đó, dạ. Cái này cốt cành khá đều nha. Đó, cái dáng nó cũng khá quái luôn. Đó. Phơm thì mình không có chê vào đâu được ha. Cái này khoảng 1 tháng nữa thôi là cái vàng lá nó lên dày đặc thôi, mình không cần thấy bông mình vẫn thấy đẹp kỳ luôn. Đây, cái hoành vị trí này là 27 nha bà con. Cái này thì đế đắm cũng khá đẹp luôn. Đó, nó nở cũ nha. Mã 9 nè, 2.6 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con. Số điện thoại giao lưu em là 0967979438 nha. Có để trên màn hình bà con kết bạn Zalo. Em sẽ gửi thêm hình ảnh cho bà con xem nha. Tiếp theo mã 10E là một cây sam trái nha bà con. Dòng sam trái này thì miền Tây em nha. Đó, sam trái này là của miền Tây. Đó, hàng này hàng trồng cũng khá lâu rồi. Dòng này cũng rất là lâu rồi nha bà con. Đó. Cao như gì là 22. Đó. Tổng cái chiều dài tán như gì? Đó là 58. Đó, bà con mình để ý giùm em, những cái lá nó díu là vẫn bình thường ha. Cun cắt tỉa vô phân nước đầy đủ á, thì nó sẽ thẳng lá nó đẹp nha. Chứ nó không có bị bệnh hoạn gì hết nha. 45 là tán ngang. Đó, cái này cây luôn chậu này. Đó, em sẽ giao lưu với bà con có giá là 2.2 triệu. Em bao ship toàn quốc nha. 14 nha. 14 yên tí là hoành. Còn cái hoành cũ cái này, đó là 31. Đó, cái này thì cái dáng đổ khá là đẹp nha. Cái chậu này cũng chưa gọi là hợp quá cho cây ha. Mình muốn cho hợp cây thì mình có một cái chậu cao thoáng lên chút nữa, cây rất đẹp nha. Đó. Dạ rồi. 2.1 triệu, 2.2 triệu em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu nha. Không chậu là 2 triệu nha bà con. Dạ. Rồi, tiếp giúp em luôn ha. Rồi, tiếp theo là một cây cần thăng nha bà con. Mã 11E là một cây cần thăng. Ở dòng cần thăng này thì nó đã già cây rồi, xù xù lên da cớm ha. Nhẹ rồi nha. Đó, thời gian nó lên sẽ xù xì hơn ha. Cao là 62, tổng chiều dài tán như là 63. Đó, cây này thì cốt cành nó đã già nuôi khá lâu rồi. Về mình chỉ cần mình tưới tắm đồ vô phân thuốc đoạn thời gian trở lên đọt mới là đẹp ha bà con. Hoành cũ vị trí này đó là 39. Cái hoành thân vị trí này là 19. Cây này thì em giao lưu bà con có giá là 1.400.000 em bao ship toàn quốc ha. Mã 11E nha bà con. 1.400.000 em bao ship toàn quốc một cây cần thăng nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp luôn anh ơi. Tiếp theo mã 12E cũng là một cây cần thăng nha bà con. Ở cái này cũng đồng giá là 1.400.000 nha. Ship luôn cái chậu này cũng dài trăm rồi nha bà con. Đó, em đo thông số chiều cao ha. Cao như là 58, tổng chiều dài tán đó là 56. Tán ngang như vậy là 40. Cái này thì phơm tàn lá nó rút rất là nhỏ, là nằm chậu khá lâu nha bà con. Dạ. Đó, lá nó rút rất là nhỏ, rất là đẹp rồi, nó mịn nhiễn. Rất mịn. Đúng rồi. Nhiễn mịn thấy không chú? À, nhìn đây, đẹp lắm. Cái hoành là 17 nha. Hoành cũ vị trí này là 36. À, ở dưới cụm đế là 41. Cái này thì em giao lưu bà con là 1.400.000 luôn chậu nha, em bao ship toàn quốc nha bà con. À, những cái chậu này em ship em sẽ báo nha. Những chậu kiểu như vậy em sẽ ship báo chậu, còn những cái chậu xi măng em sẽ không mà ship chậu được nha bà con. Mã 12E nha. 13E là một cây sam hương Đài Loan nha. Ở dòng này thì cái lá nó càng ngày rút càng mịn nha bà con. Nó cũng như cần thăng vậy ha, nó có thể mịn hơn cần thăng. Đó, cái lá nó nhuyễn rất là đẹp luôn. Nó cũng không có hoa không có trái gì hết nha bà con. Đó, cái lá nó cái là thơm mùi lá cách nha bà con. Như cái mùi lá cách của mình đó ha. Chiều cao như là 39, tán ngang như vậy, đó là 52. Đấy, cái này được cái là cái vàng đế nó như ruột gà vậy ha. Đó, 48 nó một chùm ha. 25 là hoành. Ở cái này thì em giao lưu bà con có giá là 1.400.000 em bao ship toàn quốc, ship luôn chậu cho mình nha. Đó, 1.400.000. Đó, sam hương Đài Loan nha bà con. Cái này trong thời kỳ đang rút lá nhỏ lại nha. Ở những cái lá lớn lên nó trên đọt thấy lớn ra mình cứ việc mình ngắt là cái gió lá ở dưới nó sẽ rút nhỏ nhỏ từ từ lại nha. Dạ. Yeah. Rồi, đổi cây. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục cũng sam. Là sam hương Đài Loan luôn. Ở mã số 14 nha. Đó, dòng này thì mình chơi là lá rất thơm nha. Đó, ngang như gì? Là 90. Ủa. Rồi, ngang gì là 60.
chiều cao là 36. Hai cây này cũng khá giống nhau nha bạn, cái dàn đế ha, 52. 23 là hoàn. 1.400.000 em bao ship toàn quốc nha. Đó, cái chậu này xi măng ship luôn cho bà con nha. Dạ. Đó, 1.400.000 em bao ship toàn quốc cây sâm Hương Đài Loan nha bà con. Lá dạ, đang mịn rất là mịn nha. Rồi, đổi cây. Mã số 15 cũng là một cây sâm Hương Đài Loan luôn. Đó, đồng giá là 1.400.000 luôn nha bà con. Đó, dòng này thì mình sưu tầm về cho để ở vườn mỗi thứ một ít nha bà con. Đó. Cao như vậy, 44, tổng cái chiều dài tán đó là 64. Cái này dáng đổ đổ nha bà con, khá đẹp nha. Đây, mặt tiền ở đây nha. Cái hoành vị trí này 16. Rồi cái cũ đế sổ ở đây nó là 50. Chiều cao cái đế này là khoảng 19 nha bà con. Rồi em sẽ xoay vòng cho bà con mình tham khảo ha. Cái này giá 1.400.000 luôn nha, mã 15E, em bao ship toàn quốc nha bà con, 1.400.000. Đó. Đây cái dàn xương phơm đây, phơm xương nó rất là mịn rồi nha. Dạ, rồi. 1.400.000 ship luôn cái chậu nha, em bao ship toàn quốc nha. Rồi, đỡ cây. Ở bà con có ưng ý những cái cây nào ở liên hệ qua số điện thoại em là 0967 979 438 nha bà con. Đó, số có để trên màn hình nha. Đây là một cây sơ ghi nữa nha bà con. Đó, tiếp tục là một cây sơ ghi ha, cây này thì rất là đẹp luôn nha. Đây, chiều cao của cây đó là 38, tán ngang như vậy là 68, 16 e nha bà con. Đó, cây này rất là có duyên, khá là đẹp nha. Đó, vừa thay lá mới. 13 là hoành, 32, 31 là củ đế nha. Yeah. Đây cái dàn lá này lên đã mịn rồi nha, cái này được một bông rồi nha bà con, cái này có một cái bông rồi nha. Đó. Rồi đây, cái bông. Đó, đúng rồi, cái bông đây. Dạ. Yeah. À, thì nó rất dễ lên bông lên trái nha. Đó, dòng này thì ăn ngon nha. 1.300.000 em bao ship toàn quốc luôn nha bà con, mã 16E nha. Rồi, đổi cây. Yeah. Tiếp theo mã 17E, 17E một cái phôi nguyệt quế, cây này đã sống khỏe rồi nha bà con, nó thuần chậu rồi nha. Cây này cây này rất là có duyên luôn, ở một gốc lên hai thân nha, cái này mẫu tử cũng được nha bà con. Dạ. Đó. Lắc ghê anh ha, lắc chiều lượng. Cao là 70. Nó ngang như gì đi là 34. Đó, bà con mình xem ha, cái thân lắc lượng rất là quái và đẹp nha. Cốt cành ở chưa, chỗ này mình chừa chừa cũng khá là chuẩn rồi nha. Đó, cây đế nó nở nè. Đó, đế nó quặm xuống nó nở khá đẹp luôn. Đó, mình xà mình có thể mình nuôi thời gian mình chặt lại ngắn ngắn cái mấy cọng này nha bà con. Đó, để cho nó đồng đều nha. Lá trung bông chùm nha bà con. Cái hoành vị trí này là 36. Tổng cái đế này em đo gì đi là 66. Ở cái đế này rất đẹp luôn. Cây này 17 em giao lưu bà con giá là 1.200.000 em bao ship toàn quốc nha. Nguyệt quế lá trung bông chùm nha bà con. Yeah. Mã số 17 ha. 18 em, 18 em có một cây hàm tiếu nha bà con, lan tiêu nha. Yeah. Cây bộ đế thì khá là đẹp luôn, cây phơm tàn rất là gọn, bông đang lên rất là nhiều luôn nha. Cây này về mình để chơi tự nhiên hoặc là về mình có thể mình vô dây uống bonsai được nha, tông cao nha. Chiều cao như gì? Đó là 102. Tán ngang là 66. Dàn bông đang lên rất là nhiều nha bà con, bông nó nở rất là thơm luôn, lan tiêu nha bà con. Dạ. Đây bông ôm nụ quá trời luôn. Mỗi một cái lá đầy lá đó, là một bông nha bà con. Những cái lá già nó là mỗi đẹp, một nách là một bông nha. 15 là hoành, tổng hoành đế như gì là 44. Cái này thì em giao lúa bà con có giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc nha bà con, mã số 18E nha. 1.400.000. Đó, cây này em báo sát giá em không có giảm được nha. Đế bao ship toàn quốc, đúng rồi, cây này đế rất đẹp luôn. Liên mã 18 nha. Tiếp theo mã 19E là một cây nguyệt quế lá trung bông chùm. Cây này đang lên bông rất là gỗ luôn nha. Đó, những cái nút bông nó khoảng 3-2 bữa nữa là bắt đầu nó bung nó nở đẹp, rất là đẹp thơm luôn nha. Chiều cao 66, tán ngang như vậy đó là 54. Cây này dáng bay bay khá đẹp, cốt cành thì dây đã thả hết rồi, này mình để chỉ cần mình tỉa mình cuốn lên chùm chùm mình chơi thôi. Đó, bông thì nó có quanh năm cho mình chơi ha. 13 gần 14 nha bà con. Đó, tính 13 đi nha. Cái củ đế này thì nó khoảng 52. Cái này thì em giao lưu bà con có giá là 900.000, 800.000 hay bao ship toàn quốc nha bà con, mã số 19 nè. Đó, cái này cũng cuối clip nha bà con. Đó, 19 nè ha. Đó. Rồi, clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ trong cái suốt thời gian qua. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, con cũng cảm ơn cô chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip tiếp theo.